Chiều 10 tháng 8 năm 2020, Bộ Y tế đã thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân 436. Đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 14 tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu ở Việt Nam. Cụ thể, bệnh nhân 436 là bệnh nhân nam 66 tuổi, có địa chỉ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạng giai đoạn cuối. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26 tháng 7. Thời gian qua, bệnh nhân từng có biểu hiện ngừng tim nhiều lần tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh viện Đà Nẵng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ngày 28 tháng 7. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân được chẩn đoán COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối. Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, bệnh nhân được điều trị theo hướng hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục ngay từ khi nhập viện. Đến ngày 2 tháng 8, bệnh nhân mê sâu, thở máy, vô niệu, huyết áp giảm, thông khí phổi kém nên được can thiệp ECMO, duy trì thở máy và lọc máu liên tục. Ngày 7 tháng 8, bệnh nhân hôn mê, đồng tử giãn, không đáp ứng ánh sáng, tiên lượng rất nặng. Đến 8 giờ 30 ngày 10 tháng 8, bệnh nhân hôn mê sâu, huyết áp tụt thấp, tim đập rời rạc. Mặc dù được các giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế điều trị hồi sức tích cực, nhưng không qua khỏi. Bệnh nhân tử vong lúc 9 giờ ngày 10 tháng 8. Đây là ca tử vong do COVID-19 thứ 14 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam và là ca tử vong thứ 3 trong ngày 10 tháng 8.